Từ đây lên chùa khoảng mấy cây anh? 3 cây 7. 3 cây? 3 cây chị ạ? 3 cây 7 gần 4 cây. Có 3 cây bám vào nha. Bám chặt vào ạ. Bám chặt vào đây. Nước đây rồi. Đây lệch ngang Sapa. Không lệch được, mà Sapa nó có ít đây. Hôm qua đi Sapa nhưng mà Sapa vẫn ấm. Vẫn ấm ạ? Vâng, lên đỉnh nhưng vẫn ấm lắm. Hôm nay không phải đặt nhóm đỏ ở đây, nhiệt độ nó khoảng 6 độ mà. Vâng. 6 đến 12 độ. Mặt bốn cháu, nếu mà nói đúng là hai cháu gió, hai cháu len, một cháu bên trong, tường bên trong, vượt xe. Qua lên đỉnh Phan Xê Phăng thì vẫn nắng ấy. Vâng. Có thể bên ngày nó nắng. Bên ngày hôm nay bắt đầu nhiệt độ thì lại dâm. Ngày qua, vâng, ngày trước là vẫn có mặt trời. Đường nhỏ không? Người à bác? Ờ chứ phải có bằng ấy chứ. Ngày bằng ô tô được lái chứ. Ờ. Xe máy của mình đang phải có bằng chứ, chi sẽ đi ô tô điện. Xe bằng bảo, xe bằng bảo, xe bằng bảo. Đây đang xây dựng nhiều hay sao anh nhỉ? Đang xây dựng, làm lại đường xã. Tao đi sớm quá, tao đi hết đẹp hơn đấy. Cái gì cái mô đẹp không là sao ba? Mình lại như nào đấy. Đen mặt, đen sóc. Gần đến nơi rồi.
Vinh ơi. Thôi xin mời nhà mày ạ. Mình chụp ảnh anh ra em. À, xin kính mời quý cô chú anh chị đoàn công ty mỹ phẩm ạ. Mình tập trung ở đây mình làm kiểu ảnh tập thể ạ. À, con đến từ một chúng ta thì mình cười vẫn tươi và tạo dáng thật là xinh đi. Sau khi mà vào chùa là quý vị và bạn chúng ta hãy nhìn thấy hai cái vào chùa và cùng chùa rồi chúng ta hãy rẽ phải và chúng ta đi theo hành lang. Các bạn thấy ở đây có những cái là cây gỗ, cây cột được chạm trổ rất là công phu. Và bắt ở đâu, bắt đầu ở đây là bắt đầu của các vị là Hán. Ở đây quý vị các bạn thấy những cái hình của các vị là hắn bị mòn, bị đen đấy. Đấy là do khách người ta sờ vào
người ta sờ vào tượng với hy vọng là được một điều gì đấy. Một bên là một vườn cây, một bên là hành lang của các vị La Hán. Và trên các vị La Hán đều có tên, tên đấy quý vị các bạn. Tôn giả. Từ 6,2 đến 8,4 tấn. Ngoài ra các bạn hiểu rằng cháu không hiểu đâu là mọi người hay bảo là sờ thì Phật là có lọc đâu các bác, nên là người ta sờ hết chất, không có lọc. Sờ tượng Phật là không có lọc, vào chùa là chỉ tĩnh tâm thôi bác. Ví dụ mà ở Hà Nội mà có cái chùa Hà bác, chùa Hà mà cô giác ngộ vâng, nếu mà ai nghe được á, sẽ tác ngộ. Vâng, nếu mà ai nghe được á, sẽ tác ngộ. Đoàn đi đường nào? Đấy, đi đường không thua. Vì là nếu mà chỉ có hai cái thấp không đi được thế nào thì mình không thể đâu vẫn được, mà nó không còn đường thấp là đi hết rồi. Đây là buổi chuẩn bị đây là lối vào các chuông. Nhưng chụp chỗ này tắt đi nhá. Tắt hết đi dẫn rồi. Ghi lại cái danh sách như vậy con hai. Ở đây mới thấy cái thắt chụp chỗ. Vô thôi, chụp đây chụp thắt vậy thôi. Đi dài hết đi. Chụp về vô chứ không có đâu. Đi đâu nào. Chụp về hai người chụp với tôi vô đi coi. Chụp mà nó còn có cái này luôn. Đâu? Đây hôm nay. Hồi nay nó mở, hồi nó mở chứ anh. Là mấy nó mở chứ, hồi mở chứ. Đó.
Và đây là gác chuông quý vị và các bạn. Đây, chuông bằng đồng. Trước mặt quý vị và các bạn là hình ảnh của tháp chuông lớn, rất là lớn.